Chính phủ với 4.0, doanh nghiệp với 4.0, nhà khoa học với 4.0 và người dân với 4.0. Cuộc cách mạng này được dự báo là sẽ đem đến rất nhiều lợi ích cho cuộc sống của con người chúng ta. Cụ thể thì cách mạng công nghiệp 4.0 là gì? Thế giới đang phát triển của cách mạng này như thế nào? Đó là bức tranh toàn cảnh chúng ta có thể thấy rõ trong một tương lai không xa tại các nhà máy, khu công nghiệp trong kỷ nguyên số 4.0. Tất cả những thông tin này sẽ được chúng tôi truyền tải tới quý vị một cách sinh động và dễ hiểu nhất trong chương trình Quốc gia số vào sáng thứ Bảy và sáng Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV1. Trực tiếp vào hồi 20:10 ngày 23/9/2018. Chu. Nhớ nha, hãy cùng xem. Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thế giới kết nối. Thưa quý vị, siêu bão Mangkhut đã gây ra những thiệt hại nặng nề tại Philippines và đang đổ bộ vào Trung Quốc. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất về siêu bão này trong chương trình ngày hôm nay. Cảnh báo bão cao nhất được Trung Quốc đưa ra khi siêu bão Mangkhut đổ bộ vào nước này. Những công tác chuẩn bị cuối cùng cho hội nghị thượng đỉnh liên triều lần thứ 3 đang được xúc tiến. Và trong phần cuối của chương trình, hãy xem một cách mà người Mỹ đang gìn giữ lịch sử.